anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kê-ô, ông thủ lãnh của những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa Ngài, này đây, phân nửa tài sản của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Một tuyên bố đầy bất ngờ, làm bỡ ngỡ và gây sốc cho những ai đang hiện diện trong nhà của Gia-kêu và cho cả những ai nghe biết câu chuyện này. Từ khao khát và nỗ lực leo lên cây sung chỉ để được nhìn xem thấy Đức Giê-xu, đến cơ hội từ trên trời rơi xuống qua lời đề nghị vào thăm nhà ông của thần tượng Giê-xu mà ông muốn giáp mặt. Chẳng biết đoạn đường từ cây sung về đến nhà ông bao xa, nhưng chắc rằng đó là đoạn đường cùng đi với Chúa và là đoạn đường vui nhất cuộc đời ông. Gặp gỡ Chúa không chỉ có niềm vui mà còn là ơn biến đổi. Gia-kêu đón Chúa vào nhà, không chỉ ngôi nhà vật chất mà cả căn nhà tâm hồn. Ngôi nhà ông ngập tràn niềm vui của cả người thăm viếng lẫn kẻ được viếng thăm. Niềm vui ấy lan tỏa vào cả căn nhà tâm hồn của ông, nơi chất chứa nhiều tội lỗi và đam mê tiền của. Nay ông buông bỏ để làm lại cuộc đời. Lúc này đối với ông, tiền nhiều không để làm gì cho bằng làm phúc cho kẻ khó và đền bù những lỗi lầm mình đã gây ra. Niềm vui và bình an của tâm hồn có Chúa hiện diện thì không gì sánh bằng và không tiền của nào mua được. Ông ý thức điều đó và ông đã biến đổi. Gia-kêu đã gặp được Chúa và được ơn biến đổi. Chúa nói với ông: Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng có một khao khát được gặp gỡ Chúa và được ơn biến đổi đời sống để trở nên tươi mới và ngập tràn niềm vui, bình an vì có Chúa hiện diện trong cuộc đời. Amen.